Hello mọi người ha. Mình mới cho cameraman mình đi học. Hôm nay là sáng mùng 1. Sáng mùng 1 mọi người nhé. Sáng mùng 1 là ở Việt Nam thì bây giờ đã tối mùng 1 rồi. Tối mùng 11 12 giờ đêm tối mùng 1 rồi. Nhưng bây giờ đây mình đây là mới sáng mùng 1 8 giờ sáng. Hôm nay đấng mình cũng đi làm nhưng mà mình xin nghỉ. Chỉ nghỉ ngày chứ bên này là đúng vào cái dịp bên này là nó cũng là long weekend luôn, tức là ngày thứ hai tới, tức là ngày thứ hai của tuần thứ hai á, là được xem là ngày family day của cái tỉnh này nên là mình được nghỉ cho mình long weekend, rồi mình nghỉ ngày thứ sáu nữa, tức là long weekend mình thành 4 ngày chứ ngày hôm nay là vẫn ngày làm việc. Mình đã xin nghỉ phép, mình tính trước mình xin nghỉ phép một ngày. Mình đi một vòng, mình nhất là mua bánh mì ăn, nhà đi làm caramel của mình đi học. Ở đây bình thường mà ở đây đó, Tết người Việt mình ở đây là Tết là cũng trong mỗi gia đình người Việt mình thôi, chứ không phải là mọi người cứ hay hỏi có được nghỉ không. Nghỉ tức là mình tự động mình chủ động mình xin nghỉ phép thôi, chứ còn ở đây không có luật mà được mình được nghỉ ha. Luật lao động ở đây không có được nghỉ, mình đi làm mình đi một vòng. Thời tiết rất lạnh nha mọi người ha. Theo như đồng hồ đó, cái phone của mình nó nhiệt độ bây giờ là 0 độ C. Trời nắng trong xanh rất đẹp nhưng mà 0 độ C. Hồi tối hôm qua là hình như là âm 7 độ hay âm 8 độ, rất là lạnh. Mình đang ngồi trong xe này mà mình ngồi người nó rất lạnh luôn, mình phải bật heat, mình bật cái heat mình nó warm up cái xe mình đó. Lạnh lắm á, lạnh run á. Mình mặc khay áo mà vẫn lạnh cả là vẫn lạnh cái xe mình á. Lạnh mà. Mình chở mọi người đi vòng với mình mua cái bánh đi mua bánh mì mình ăn. Mình nhìn xem mọi người cái sáng mùng 1 ở đây nha. Bình thường như mọi ngày nha mọi người mình nha. Ở đây là không có vấn đề gì mà Tết tư cả. Nếu mà cảm thấy muốn mà nói không khí Tết là trong mỗi gia đình người Việt mình thôi. Thật là có người là mình nói là người Tàu nữa. Đó là có thể là bún bánh mắm quả hay là bằng thề vậy thôi. Chứ còn bên ngoài là không có vấn đề gì hết ha. Hoặc là mình nếu mình đi chợ mà chợ của người Việt á, hay cái nhà hàng của Việt á, thì có thể là người ta có trang trí nó khác khác một chút, chứ còn bình thường là không có vấn đề gì hết ha. Rồi mọi người theo mình nha. Đó, mình sẽ dẫn mọi người đi. Mọi người thấy không, cái trường mình đi ngang qua cái ngôi trường nè, ngôi trường nó vẫn học sinh vẫn đi học nè. Đó, thấy xe rất là nhiều, là tức là trường nó vẫn ấy hả. Tức là ở đây là khó. Nói chung là những cái gì mà ngày lễ không có cái gì mà được nghỉ đâu nha mọi người nhá. Ở đây nói là cái luật là nó theo luật bên này, chứ không phải hỏi là Tết có được nghỉ không, bên đây không có nghỉ gì hết. Mình sẽ đây là sáng mùng 1, hiện bây giờ là 8:15. Sáng mùng 1 Tết, thời tiết rất đẹp nhưng rất lạnh nha mọi người nha. Nắng thế này nhưng mà rất lạnh, hiện như là 0 độ á. Mình coi trong thời tiết trong phone của mình là 0 độ. Tối hôm qua hình như âm 8 độ hay âm 7 độ gì đó. Nếu mà cái này tình trạng này bình thường mà kéo dài vài ngày nữa thì là có khi là mấy ngày sắp tới là có tuyết. Mà thật sự là ngày cách đây 2 ngày nó có cái tuyết rồi. Tuyết mà dạng nó rơi cái kiểu mà mọi người biết là giống như là bông gòn vậy đó. Bông gòn rơi á, rơi xuống chậm xuống mặt đất thì nó tan à. Cách đây 2-3 ngày nó đã rơi rồi. Mình đi mua bánh mì ở cái tiệm, chưa biết mua tiệm nào, nhưng mà dự định chắc là đi mua tới tiệm là gọi tiệm ba lẻ, bánh mì ba lẻ, chắc là mọi người chắc ở miền Nam là sẽ biết bánh mì ba lẻ là thương hiệu nổi tiếng từ trước năm 1975. Thì họ qua Mỹ và Canada, gia đình họ qua Mỹ và Canada này thì họ cũng mở. Con cậu học trò sinh viên cũ, cậu đang đi thuyền trưởng tàu, đang đậu ở ngoài vịnh English Bay nè. Mà cậu nói là nhắn trên Facebook, cậu nói là không qua nó không cho vào được, vì không phải là đậu vào Vancouver này, chỉ trả hàng ở trên cái cảng gì nữa, nó cảng gì Clayton gì đó,
lấy tình rồi xong rồi trả hàng xong rồi lại nó bảo xuống về xuống lại cái English Bay này neo đậu thì nói là ba đây là đi rồi, đợi nhận nhu yếu phẩm là đi, là hỏi nó không cho lên bờ. Cơ quan nhập cảnh nó không cho, chỉ ở đậu ở trên thuyền thôi, thấy tổ chức tiệc. Tức là mà biết không, mọi người từng biết không, tức là cái tàu nó chạy xuyên Thái Bình Dương nha mọi người nha. Chạy từ cầu đó là chạy từ Yokohama, chạy xuyên qua đây luôn, chở gì nhưng mà mình không nói, nhưng mà chở đi á, chúng mình chở về là Nhật á, là chở gỗ từ Nhật về ấy, từ Vancouver về Nhật á. Người ta mọi người vẫn làm quán xá vẫn mở nha, không có gì mà mới nói hết bên đây đó là vẫn làm bình thường ha. Thì mà đang chạy tới một cái tiệm bánh mì ở tỉnh Bì Ba Lẹ đi đó, mọi người xem cái quang cảnh mùng 1 Tết ở đây bình thường. Mà sẵn nói mùng 1 Tết ở đây á, ở mình á, Tết Nguyên Đán mình nghĩ Tết Nguyên Đán của mình á thì nó cũng giống như là cái ngày Christmas ở bên này á, tức là nó mang tính truyền thống văn hóa nhiều hơn, không phải là một ngày năm mới ha. Khoảng tuần trở lại đây thời tiết rất lạnh ha. Năm nay thì gia đình mình ở Việt Nam thì mấy chị em thì không vừa quê, bởi vì dịch Covid ấy, mọi người là đi về thì sợ được, nhưng mà lúc mà quay lại đó, sợ là bị cách ly, cái gia đình không ai dám về hết, cách ly là con cái đi học không được rồi là bỏ công việc đó, bị cách ly giờ 21 ngày không phải cách ly 14 ngày nữa. Rồi mình tới Ba Lẹ rồi đấy, mình quẹo vô Ba Lẹ nha. Bánh mì Ba Lẹ thì hôm nay lại đóng cửa nghỉ Tết. Mình tới thì thấy nhìn thấy bạn thông báo là nghỉ Tết rồi. Đặc biệt. Giờ mình phải quay lại tìm mua chỗ khác thôi. Mình ghé tiệm bánh mì khác là ghé chỗ ở đây người ta hay gọi là Kingsway Deli, tức là người ta bán những cái đồ ăn á, đủ loại luôn á, đồ ăn vặt, rồi ngay cả những cái đồ ăn mà giống như người ta làm sẵn á, người làm sẵn không, giống như mình về mình chỉ ăn thôi, ví dụ như nó bán canh khô qua rồi thịt, rồi thịt kho trứng, rồi nói chung bán những cái món ăn Việt á, mà để bán cho những người mà người ta nhiều khi người ta bận rộn, người ta không có làm, hoặc là người ta lười làm đó, thì người ta mình đang chuẩn bị chặn ngang qua đường hơi khó, mình quẹo trái mà mới đi ngang qua cái chợ, mà mới đi ngang chợ Việt Nam, thấy chợ Việt Nam vẫn mở. Ở đây có hai tiệm deli mở, Ba Lẹ cũng đóng cửa, Kingsway cũng đóng cửa, mùng 1 Tết mà đóng cửa vì hai chỗ đó có bán bánh mì á. Chợ Việt Nam vẫn mở cửa mà. Mình tới cái tiệm gọi là tiệm bánh mì, tên đó là bánh mì Sài Gòn. Cái này là mình đã có quay một cái clip lâu rồi. Bánh mì Sài Gòn. Hôm nay mùng 1 người ta vẫn mở. Có thể bán mở với người mới kia nó nghỉ thôi. Người ta vẫn có nhiều người mua sắm. Nhưng một số quán bán hàng mà những cái sản phẩm mà phục vụ Tết á thì người ta nhiều khi người ta mua trước rồi. Rồi mình mua bánh mì rồi. Mình mua tiệm bánh mì Sài Gòn. Thấy chưa? Một số nhà hàng người Việt vẫn mở mà. Tại vì mình nói mọi người ở đây người ta vẫn làm việc mọi người hả? Chẳng qua có thể là người Việt mình xin nghỉ thôi. Nhưng làm việc bởi vì nhiều khi mở ra đó là nhiều khi người Việt mình rảnh, xin nghỉ rảnh ra nhà hàng tán gẫu,
Chứ thời ở đây nó không phải giống như Việt Nam mình đâu, ra đâu quán đầy xá đầy đường luôn nha, ở đây không có đâu. Đấy, phía trước mặt của mình là bên kia ngã tư á, bên kia cái ngã tư bên tay trái là cái chợ Việt Nam đó. Chợ Việt Nam mà được xem là lớn nhất ở Vancouver này là chợ 88. Chợ Việt Nam thôi nha, chứ còn nếu mà nói sau chợ Tây thì nhiều chợ Tây lớn nhiều rồi. Chợ Tây lớn nhất là phải nói là Superstore, Canadian Superstore à. Ngoài ra mà một số chỗ còn có nó bán thêm nhiều cái dịch vụ hỗn hợp dạng ở như vừa chợ mà cũng vừa cái chỗ là cái chợ người ta bán tạp hóa vậy đó, chẳng hạn như Walmart nè, Safeway nè, London Road nè, nó bán lung tung hết. Nhưng mà dĩ nhiên mấy cái chỗ đấy thì thường là bán những hàng nó tương đối nó sạch sẽ hơn, bán những đồ thực phẩm với mọi người sạch sẽ ấy hơn. Ví dụ như London Road nó không có bán đồ ăn đồ uống vậy, nhưng mà nó bán mấy đồ khô thôi. Safeway nó vẫn có chỗ chợ, nó cái chợ nó bán thịt bán cá nó vẫn có. Rồi mình đi tour một vòng sáng mùng 1 Tết, nãy mình cũng biết xuất hành phía nào tiện là mình đi thôi, phía nào thuận lợi là mình đi thôi. Mình không có hướng gì xuất hành xuất hiếc gì hết á. Chứ là nhà mình từ xưa giờ truyền thống gia đình ở quê mình cũng không có ngày mà nói ngày xuất hành một Tết. Cứ nhà mình cũng mùng Tết. Nhà mình ở Việt Nam ở quê là sáng mùng 1 Tết ăn uống xong là cả nhà là đi về quê nội. Cái gì đấy cái mồ mẹ ông bà đó. Đó. Từ nhỏ từ thời mình còn nhỏ kia, hồi ba mình cũng chở mình xe máy. Đó. Hồi nhỏ thì chở 3-4 đứa. Rồi sau này lớn lên học cấp 2, cấp 3 thì đâu có chở được. Rồi có mình đi à, cấp 3 có mình đi với ba à, đi xuống tạo viếng mộ thắp hương. Trước đó là bữa 29-30 gì đó là nhà có người là cũng đã đi trước, đi tiền trạm trước là mình mua mấy bông cúc vạn thọ rồi bắt chân trước rồi à, ngày 1 xuống đi là viếng mộ rồi ghé nhà phía nội, nhà từ đường á, đúng rồi đó. Đường rồi xong đó rồi mới về nhà, rồi cái là mình muốn đi thăm nhà ai nhà thăm đi, mình muốn đi chơi đâu đi thì tùy. Với nhà mình là mùng 1 Tết là nhà bắt buộc, mà hồi đó ba mình là bắt buộc mình đi nữa, chỉ muốn bắt mình đi đó. Hồi nhỏ là đi mấy chị em luôn, nhưng mà lớn lên chủ yếu mình đi, vì nhà mình trai ba mình cứ bắt mình đi không à. Và vậy bây giờ mình về quê vậy là bây giờ phải đại diện nhà, là mỗi lần về cái là cũng phải đi hết một mấy nhà, trời mất thời gian nhiều lắm. Rồi mình tới nhà rồi chúc mừng năm mới từ Vancouver, Canada. Bye bye mọi người nghe, chúc mừng năm mới vạn sự như ý.